Chào tất cả anh em, mình là Tài Độ. Hôm nay mình sang bên sân đỉnh đồ Kebo Rushimura R77 lên con Kawasaki Ninja 650R. Rất đẹp. Đây là mình sẽ thử bô lên nghe thử đấy. Con này hai máy anh em nhé. Thiết kế của con này nhìn rất chưa ok. Đặc biệt là cái gắp này nhìn rất chưa dị. Em thì cái gắp rất bé. Yeah, that's right.